Dạ vâng, cửa hàng Nông Ngư Câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Tiên Lữ, Vĩnh Long, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em mới về được một con Sittin hàng tuyển lựa các bác nhé. Sittin mới S230. Máy móc tuyển lựa cực kỳ đẹp, như thiếu thùng luôn các bác nhé. Đó. Một con máy hàng hệ siêu siêu đẹp. Thêm một cái thùng nữa là thành máy mới thôi. Còn này thì quá là ok này, rất phù hợp với cho các bác nào sưu tầm thì lựa chọn một em này là quá là hợp lý các bác nhá. Con này thì giá của nó thì sẽ không hề rẻ các bác nhá. Không hề rẻ. Các bác nào chỉ phù hợp về cho các bác nào mà chịu chơi. Đó, về sưu tầm thì lựa chọn được em này thì mới quá là hợp lý thôi. Còn các bác nào mà kinh phí thấp mà muốn lựa chọn những hàng hệ thì có thể lựa chọn bên em những dòng video khác các bác nhá. Em đăng ở trên video rất là nhiều, lựa chọn từ phân khúc vừa đến phân khúc hàng hệ đẹp. Các bác có thể vào kênh của em Luột Sittin để tìm kiếm cho mình những dòng máy móc phù hợp nhất các bác nhá. Đó. Và quay lại chủ đề chính ngày hôm nay đi. Đó, hôm nay thì em lên cho các bác xem một con máy cơ Sittin 230 này, có núm mươm xăng phụ, có xả áp. Đó, máy móc thì tình trạng đẹp kinh khủng các bác nhá. Đó, đẹp như hoa hậu luôn. Làm xích của nó đây ạ. Làm xích zin nguyên bản của nó nhá. Chuẩn made in Germany. Đó. Máy móc thì cực kỳ đẹp. Mà tiền quá là ok các bác nhá. Các bác nào ưng ý hoặc là muốn tham khảo giá thì có thể liên hệ cho em là số điện thoại 0354392929. Hoặc là kết bạn qua Zalo cho em cũng xài Zalo số đó luôn. Số điện thoại đã em đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Đó. Máy móc cực kỳ đẹp, tem mác chuẩn chỉ này. Con này MS230. Sản xuất năm 2004 này. Công suất 40,2 cc. Đó, cân nặng 4,4 kg. Đó, đây là tất cả những thông số của máy đây. Đó. Máy đây, cho các bác xem qua. Một cây máy cực kỳ đẹp các bác nhá. Ốp làm liếc đẹp kinh khủng luôn này. Đó. Phần chế cũng như là máy móc zin nguyên bản các bác nhá. Máy em bao chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Đó, về đồ đạc thì rin 100% tất cả linh kiện. Chế rin các bác nhá, máy móc cực kỳ đẹp. Đó. Phần này đây. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Bộ zin nguyên bản này. Đó. Nói chung là con này thì các bác nào khó tính nhất thì cũng không thể nào mà rời mắt được con này các bác nhá. Phù hợp cho các bác nào mà khó tính nhất thì lựa chọn một em này là quá là ok các bác nhá. Nắp cài đời mới, nắp cài luôn các bác nhá. Đó, thường thường những dòng 023 hoặc là 230 thì đa số là vặn bằng nắp vặn, còn riêng con này thì sử dụng nắp cài luôn như mấy dòng 381. Đó. Linh kiện con này thì các bác nào mà về sử dụng thì không phải lăn tăn các bác nhé. Linh kiện con này thì hoàn toàn có mới luôn. Đó, các bác hỏng hóc cũng như là đến nữa mà hỏng đồ linh kiện gì thì trên thị trường bây giờ bán đồ mới cũng rất nhiều các bác nhé. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Dòng Sittin hàng hệ thì không phải lăn tăn gì cả. Đó, những dòng hàng hệ là những dòng máy linh kiện dễ sửa chữa, hàng tuyển chất lượng và thương hiệu rõ ràng, uy tín các bác nhé. Đó, đấy là những dòng hàng hệ. Còn cực kỳ đẹp. Vâng, thì bây giờ sẽ qua phần test nổ thì em sẽ test nổ cho các bác ngoài tiếng máy nó sẽ như thế nào các bác nhé. Oh.
cơ của em nó thì cực kỳ êm, cũng như là máy móc thì cực kỳ cứng cáp các bác nhá. Đó. Rồi các bác nào ưng ý là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Mà các bác đặt hàng của bên em thì sẽ được toàn hoàn toàn miễn phí ship và được tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Bộ phụ kiện của nó gồm một bao lam như thế này. Đó, một bao lam để bảo vệ lam xích và một tip mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá. Và giá của em báo là sẽ hoàn toàn miễn phí ship. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Hàng tới các bác cứ check hàng, kiểm tra hàng thoải mái. Đúng máy thì các bác nhận hàng. Bên em thì làm ăn uy tín là chủ yếu. Rồi em chào các bác nhé, hẹn các bác ở video sau.